Xin chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Trung Kiên. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hãy đón nghe nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Câu chuyện này xảy ra cách đây đã ngót 17 năm từ khi mà tôi còn là một thằng trẻ trâu học lớp 8. Năm đó là năm 2006. Hôm nay nhân một đêm trăng thanh gió mát, trời thì trong và khắp nơi là những tiếng sáo diều vi vu. Lúc tôi cầm máy viết những cái dòng tâm sự này lên thì trùng hợp là khúc sông ở làng tôi ngoài kia nước đang về. Nước về. Bây giờ thì gọi là nước về chứ trước đây thì gọi là lũ. Tâm sự qua với các bác một tí là quê tôi nằm ở khu vực Trung du miền núi. Nó là trung du miền núi nhưng thực ra lại giáp với đất Sóc Sơn của thủ đô Hà Nội. Chỉ cách Sóc Sơn có một con sông và một cây cầu. Là sông cầu hay có tên gọi khác mỹ miểu hơn là sông Như Nguyệt đấy các bác ạ. À. Quê tôi ở Bắc Giang. Nói đến Bắc Giang thì chắc nhiều bác sẽ nghĩ ngay đến đặc sản là vài thiều lục ngạn, bánh đa kế hay là rượu lẳng vân như vậy. Cơ mà đó là đặc sản của những huyện khác, những huyện cách nhà tôi đến hàng chục kể cả trăm cây số. Chứ huyện Hiệp Hòa nhà tôi thì nhất là vùng giáp sông thì trước kia khi tôi còn nhỏ, có một đặc sản không thể thiếu là mỗi mùa tháng 7 tháng 8 âm, nó chính là lũ lụt. Và cái câu chuyện tôi muốn kể cho các bác nghe sau đây chính là những năm câu chuyện liên quan đến cái mùa lũ hàng năm ấy, mùa lũ năm 2006. Làng tôi nghèo lắm, đã nghèo mà lại còn đông dân. Mùa lũ năm 2006 là một mùa lũ đáng nhớ, mà đáng nhớ không chỉ với gia đình tôi, với làng tôi mà đang nhớ với cả huyện tôi. Hôm đó đi học về là buổi khai giảng đầu tiên bước vào lớp 9 và hôm đó thì trời mưa to lắm. Mưa tối mặt tối mày, mưa thối đất thối cát. Cơn bão số 4 của năm 2006 kéo theo mưa về suốt năm ngày trời làm cho con đường đê đang đắp dở của làng vừa lầy lội vừa lộn nhộn những cục đá tảng. Năm ấy cũng là năm đắp đê chăn lũ vì con đê đã nhiều nơi sạt lở Tôi đội cái nón lá của mẹ, lưng khoác tấm vải mưa, đi cùng chúng bạn, nhìn sang dòng nước sông đỏ quạch toàn rác rưởi từ thượng nguồn đổ về, đã cao sâm sấp đến tận lưng chừng mà cảm giác tim đập chân run. Buổi khai giảng chỉ qua loa với vài thủ tục nhanh gọn, Lúc tiếng chống tan trường vang lên thì cũng là lúc mà từ học sinh cho đến các thầy cô giáo ai nấy vẻ mặt lo lắng đã khá lâu từ trận lũ lịch sử 1996 qua đi đến nay cũng đã ngót 10 năm. Năm 1996, khi tôi mới 4 tuổi, là một thằng nhóc bé tí, tôi đã được bố cõng trên lưng chạy loạn trên ngọn núi Y Sơn cách nhà ba cây số và tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đáng sợ này. Đang xì xào to nhỏ cùng mấy thằng bạn về vụ nước ngập, mấy chú mấy bác công nhân đội mưa, lái máy xúc, máy ủi, kè đá, quành quạch, Trông thấy mấy thằng nhóc lảng vàng Thì chỉ tay nói Mau vào nhanh đi Chứ còn lang thang ở đây là tòi đấy Được lên cao đấy Đừng có thằng nào lại gần mép đây đấy nhá Bọn tôi chẳng thằng nào đáp lời Thực ra lúc đó nhìn thấy nước lên Thằng nào thằng đấy tuy sợ Nhưng lại thích thích nhiều hơn Trẻ con mà Cảm giác mỗi khi lột nó khó tả lắm các bác ạ Làng tôi được cái là Có một bãi bồi rất lớn Dài và trồng rất nhiều dâu không biết có tuổi thơ bác nào nhờ ở dìa sông giống như tôi không cơ mà bọn tôi hồi đó cứ canh mỗi khi nước lớn anh em chú cháu lại rủ nhau mang thuyền ra đi ven ở bãi bồi để tìm những thứ chẳng mấy khi kiếm được có lẽ các bác cũng đang tò mò rồi chứ gì để tôi tả qua với các bác nước lên là nó ngập hết lưng lưng bờ bãi những bãi dâu tầm bị ngập nước thì những con vật sống ở đấy nó cũng bị ngập cho đến chúng nó tìm cách trèo hết lên cạnh cây cao dân làng tôi thường chèo thuyền ra. Nhiều nhất, những thứ ở đây bắt được là giấy mèn, tiếp theo là rắn và còn cả đồ thứ cầy hoang chim chóc. Mỗi năm nước lên là cả vùng có đặc sản giấy mèn ngon lắm. Khi nào các bác có dịp về quê tôi chơi, vào một tháng 7 tháng 8 âm ninh nhất định sẽ được thử giấy mèn giang lá chanh, đảm bảo không say không về. Quay trở lại với câu chuyện, Bọn tôi đi thẳng về phía nhà, mà đằng sau nhìn vẫn là những tiếng làm việc, những tiếng nói chuyện nhỏ to, đầy lo âu. Về đến nơi thì thấy mẹ đang ngồi đợi cơm. Anh trai tôi đợt đó thì đã đi học đại học dưới thành phố. Bố thì làm trong quân đội đóng ở tận sân bay kép Lạng Giang, cho nên cũng ít khi về nhà. Tôi chạy về khoe với mẹ. Mẹ ơi, nước lên rồi. <laughs> nước lên thì có gì mà mừng. Tôi chừng hận, cũng chẳng biết mình vui vì chuyện gì có lẽ khi ấy tôi đang nghĩ tới mấy cái thú vị khi nước lên. Hai mẹ con đang ngồi ăn cơm. Ánh mắt mẹ lo lắng nhìn ra triển đê về mặt suy tư lắm. Có lẽ mẹ đang nghĩ tới một điều gì đó. Hồi ấy tôi thực là tôi còn bé. Chuyện nước lên năm nào cũng xảy ra. Tuy nhiên thì năm đó lại là một năm đặc biệt hơn. Đây làng tôi nhiều đoạn chưa đắp xong. Mặc dù bước vào mùa bão chính quyền địa phương đã lường trước cho ra cố đề điều trước tuy nhiên tiến độ không kịp con đê vá chẳng vá chịt. Tôi ngồi ăn cơm với mẹ, mưa cứ rơi rào rào lộp bộp. Mẹ hỏi tôi vài chuyện về buổi khai giảng. Ăn cơm xong thì lại đội nón bê mâm xuống dưới bỏ dính khơi. Suốt cả ngày, mưa càng lúc càng to hơn. Đêm đó tôi ngồi ở trong nhà. Đúng 9 giờ, nghe thấy phát loa thì vọng trong tiếng mưa, cô tiếng của ông trưởng thôn nói. Alo, alo, tôi là trưởng thôn Đinh hội. Hiện nay mực nước sông lên cao các gia đình chú ý khi có thông báo của địa phương lập tức di rời chuyển đến nơi an toàn nhất dân quân bộ đội đã về hỗ trợ chăn lũ các nhà có thanh niên trên 16 tuổi đúng 30 phút nữa tập trung ở đình làng để hỗ trợ địa phương alo alo mẹ tôi đứng nhìn ra cửa thở dài thườn thượt quả này có lẽ là căng rồi cho nên bộ đội mới về và huy động cả con tôi địa phương ra hỗ trợ luôn tôi thì còn bé cho nên không phải ra mẹ âu lo quay vào thấp hương chẳng biết xin gì thế nhưng càng lúc vẻ mặt của mẹ lại càng lo sợ lắm xanh lắm tôi tắt đèn học nói mẹ sợ gì à mẹ gật đầu một lần nếu tôi hỏi chuyện gì khó khăn mẹ đều lắc đầu thế nhưng đây là lần đầu tiên mẹ gật khiến tôi thoáng ngạc nhiên mẹ bảo mẹ lo cho tôi lo cho mẹ và lo cho con lợn con trâu cả đàn gà hàng chục con mới nuôi bây giờ mà đê vỡ ra nước tràn vào chỉ sợ là chạy cũng chẳng kịp mất mẹ tôi đưa tay vái vái tấm di ảnh ông bà nội ngồi ở trên ban thờ nhìn hai mẹ con ánh mắt thoáng buồn và trên mái thi thoảng lại rớt xuống vài giọt xanh cứ lách tách rơi hai mẹ con chẳng ai nói thêm gì mỗi người về một giường ở hai bên hông tôi nằm đắp chăn mà gió rít qua khe cửa nghe to và rõ. Tiếng đập đá, kè đá vẫn vang lên không ngớt. Tôi nhớ tôi nằm được một lúc thì... Được một giờ đồng hồ sau, có tiếng loa của ông trưởng thôn tiếp tục phát lên ẻ ẻ. Lần này thì dồn dập Alo! Nhân dân thôn linh hộ chú ý! Chú ý! Số tán khẩn cấp! Số tán khẩn cấp! Mẹ tôi bật dậy, tôi còn đang mơ màng chưa kịp định hình thì chỉ nghe thấy ngoài xa có tiếng lắc sắc như tiếng cảnh cây gãy tiếp theo đó là tiếng sạt lở rất to xen lẫn vào trong tiếng mưa tiếng người la hét mẹ tôi kêu ầm ĩ chạy thẳng sang bên này kéo tay tôi dậy làm tôi bàng hoàng tột độ chạy chạy vỡ đê rồi vỡ đê rồi Câu nói của mẹ khiến tôi hoảng hốt thật sự và cho đến bây giờ khi nhớ lại thì giọng nói của mẹ khi ấy vẫn còn vang lên như in ở trong đầu của tôi. Tôi chỉ nhớ tôi hoảng tới nỗi vùng dậy luĩnh quính hết cả tay chân. Điều đầu tiên tôi làm chính là lao ra chỗ bàn học ọp ẹp vờ lấy đống sách vở. Chẳng biết vì sao mà mình lại làm thế mặc dù hồi đó tôi học dốt lắm. Mẹ tôi kéo tôi lại rồi mau chóng chạy vào trong buồng lục lọi lôi dưới cái nồi nhôm đựng tiền giữ cho mẹ cái này tớ lúc ấy không biết phải làm gì răng môi và vào nhau lập cập khi nghe thấy những tiếng gọi ầm ĩ những tiếng chân vội vã hòa với tiếng chó sủa tiếng trâu bỏ giống tiếng lợn kêu tứ loạn tôi ôm hòm tiền bé tèo cho mẹ trông thấy mẹ trèo lên hạ cả ba bát hương hai tấm di ảnh của ông bà nội cũng được mẹ hạ xuống rồi mẹ nhanh tay gói ghém cho hết vào một cái ba bố mẹ tôi nói nhanh nhanh sẽ ra được, nên lên con. Thế là thực sự vỡ đê rồi. Tôi đưa hòm tiền cho mẹ rồi vác cái bao được ảnh ông bà nội cùng ba bát hương vắt ra sau lưng. Có lẽ đây là những thứ quý nhất trong nhà tôi, cho nên mẹ chỉ có thể mang được theo những thứ ấy, còn đâu thì bỏ lại hết. Nhà tôi hồi ấy có nuôi một con chó, hai con bò, một đàn gà và một đôi lợn ép. Tôi chạy xuống bếp tháo xích cho con Mick, thì lúc này nó cũng như biết chuyện, sủa lên lồng lộn con mít hoảng sợ sủa loạn lên tiếng nước chảy nghe như những tiếng sạt lở to dần rồi tôi cũng chỉ kịp cứu con mít thôi thì những dòng nước đầu tiên đã tràn tới cổng nhà tôi mẹ tôi ứa nước mắt vội tới nỗi không dám chạy vào chuồng bò ở chỗ vườn sau bây giờ có lẽ tính mạng là trên hết để vỡ nước lên nhanh lắm nếu chỉ chậm trễ vài phút thì có khi nước sẽ ngập lên tới tận đỉnh đầu hai mẹ con vớ lấy cái xe đạp đèo nhau lôi theo con chó phi ra ngoài đường làng nước ơi Chạy mau đi Vỡ đê rồi Ôi trời ơi Những tiếng la hét thất thanh Vang động cả làng Ánh đèn điện từ những ngôi nhà Tắt phụt không rõ lý do Nhưng bây giờ Trên đường làng là rất nhiều người Cũng đang lao ra Tội nhất là nhà chú Quang Cô Nguyệt Ở cạnh nhà tôi Cô chú ấy thì Ba đứa con bé đẻ san sát Đứa lớn mới lên lớp 6 cô chú dắt díu chúng nó thậm chí đứa bé nhất được đỡ bố bế thì quần còn chưa cả kịp mặc vào mọi thứ diễn ra quá nhanh quá kinh hoàng chạy 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 đi những tiếng chân tiếng xe máy càng lúc càng dồn dập từ phía ngoài đê vang lên tiếp tục là một tiếng lở sạt tiếng lở sạt rất to nghe như tiếng sấm có lẽ đê đã vỡ tiếp rồi tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ đã ở ngay phía đằng sau bám theo sát nút bắt đầu có những tiếng la hét tôi thấy nước chảy dí rách ngoảnh lại thì thấy nước đã ùa vào trong cổng của nhà bà toan gần nhà mất rồi bà toan sống một mình lúc đó tôi cũng chẳng kịp quay lại xem bà đâu nữa mà cũng chỉ biết chạy và chạy mà thôi làng tôi thì nhà nào nhà đấy đất bé tí và san sát nhau chẳng hiểu ngày xưa các cụ kiểu gì không quây đất cho thật rộng như những ngôi làng khác mà làng tôi đất thì chật mà người thì đông lắm Tôi đèo mẹ ngồi sau ôm cái bao tải đựng hòm tiền và mấy bát hương, mặt xanh như tàu lá. Đôi bàn chân tôi run bẩn bật, rồi chỉ còn biết cắm đầu mà đèo theo mẹ xuyên qua đường làng, hướng về ngọn núi Y Sơn, cách làng một con đường liên xã, thẳng tắp, nối qua năm sáu thôn. Tả qua cho các bác về ngọn núi này ở quê tôi. Đó là ngọn núi duy nhất trong bán kính mấy chục cây số nổi lên giữa vùng bằng phẳng. Nơi đây thờ Y Sơn linh tích đại vương Hùng Linh Công. Người đã có tích cùng với thánh gióng đánh giặc ân tả sơ qua là như thế trên con đường liên xã những ánh đèn xe máy tiếng người kêu khóc ầm ĩ các bác đừng thắc mắc vì sao lại không chạy trước hay là lấy xe máy mà đi bởi vì nhà có mỗi cái xe simson ghẻ thì bố tôi dùng để đi lên đơn vị mất rồi và tình huống thì quá bất ngờ tôi chỉ nhớ rằng mình đèo mẹ mà đạp thuộc mạng chẳng biết trời đất là gì vì khi đó chỉ biết chạy mà thôi Lúc đi được tới núi Y Sơn thì cả một vùng sau lưng là một biển nước mênh mông. Còn Mích trong lúc hỗn loạn thì đã bị tuột dây chảy mất. Tất cả chìm trong nỗi sợ hãi, tối tăm, mịt mù. Hai mẹ con cùng mọi người dắt díu nhau lội qua một đoạn ruộng rồi trèo lên lưng chừng. Cơn mưa lớn hòa cùng những giọt mồ hôi, những tiếng khóc ai oán. Có lẽ cả mấy xã đều đã bị nước tràn vào hết cho nên khi lên đến Y Sơn thì người cứ đông kìn kìn. Ai nấy nhìn về làng mình mà khóc trên núi chẳng có lấy nổi một cái lán tre. Từ đây không nhìn được đến làng tôi, thế nhưng nước lên thế này thì chắc chắn làng tôi đã ngập hết bởi làng gần sông nhất. Đêm đó thực sự là một đêm đáng nhớ, thế nhưng câu chuyện về trận lũ này mới chỉ là sự bắt đầu và nó cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Mọi người bắt đầu nói chuyện, kêu khóc ồn ào, cái cảnh giữa đêm mưa gió tối tăm nước thì mênh mông làm cho ai cũng hoảng loạn giáo giác tìm kiếm những người thân thích xem có kịp chạy lên núi không hay là kẹt lại nhà tôi thì có vài nhà chú bác là họ hàng gần may mắn làm sao một lúc sau khi tìm kiếm thì mọi người đều đã có mặt đủ khiến cho tôi và mẹ cũng phần nào nhẹ nhõm thế nhưng có rất nhiều nhà không may mắn được như thế những tiếng gọi mẹ ơi con ơi anh ơi cứ thảm thiết vang lên khiến cho không khí hoảng loạn và nặng nề ủ uất người đi lên đây cũng chẳng ai mang được theo cái gì để mà che hết những tán cây trên đồi tạo thành cái mái che và lúc đó lại có những cảnh gãy cây đổ cứ lắc rắc ầm ào dọn đến vô cùng co giò đến khi trời sáng thì mưa vẫn lớn nhưng nước càng lúc càng lên cao một vài chiếc xuồng của bên cứu hộ đi tới nhưng tạm thời chẳng thể di chuyển được người dân đi đâu bởi chỗ nào cũng ngập hết cả rồi Họ chuyển lên những thùng mì tôm, bịch lương khô và cả những thùng nước lọc. Tôi và mẹ cùng mọi người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đến 4 ngày sau khi nước rút dần thì mọi người mới có thể lục tục kéo nhỏ xuống núi. 4 ngày ở trên núi là một kỷ niệm đáng nhớ. Nào là mũi, nào là rắn rết, ngay cả chỗ chú, nhà xí cũng chẳng có. Cho nên mọi thứ tạm bỡ, ai nấy đều vô cùng đói và mệt. Trở về làng khi nước vẫn còn ngập đến đùi, thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh đâu đâu cũng là một màu bùn đỏ mọi người nhanh chóng ai về nhà nấy chẳng còn quan tâm được chuyện gì khác nữa phảng phất trong không gian là đủ thứ mùi kỳ lạ nhưng đặc biệt là cái mùi thối nồng nặc thối thối thật sự hồi đó thì tôi chưa hiểu được chuyện nhiều nên chưa có định hình được những cái mùi đó là mùi gì và phát ra từ đâu tôi và mẹ vào đến cổng thì thấy bếp đã sập nhà bị buồn đỏ phủ lôi thôi tôi ngửi thấy cái mùi oi oi thối ôm ở góc nhà tôi bịt mũi nó với mẹ mẹ ơi cứ mùi gì thối lắm mẹ nhân mặt có lẽ lúc này mới để ý có lẽ là bò lợn nhà tôi chết cho nên mùi mới nặng như vậy cho nên mẹ đi ra phía đằng sau vườn kiểm tra ra tới phía sau thì mẹ khóc dưng rức khi thấy đàn vật nuôi con nào con nấy trưng phành cả lên mấy con gà thì mắc chết treo lên tận lơi bụi tre bụi dứa cảnh tượng đến thật là thê thảm thế là tiêu tan hết loanh quanh một lúc chẳng buồn dọn dẹp vì nước chưa rút hẳn mà bây giờ cũng không có tâm trạng gì cho nên hai mẹ con kéo nhau đi lên trên nhà thế nhưng cái mùi thối vừa nãy nó lại sộc hẳn vào nhà mùi này nó gần lắm quẩn quanh lắm và nó khác với cái mùi bò lợn chết ở phía đằng sau tôi bắt đầu khó hiểu khịt khịt mũi đi đánh hơi tôi thật là không khí xu vô cùng tôi có lần mò từ trong ra ngoài rồi cuối cùng cũng phát hiện ra cái mùi tối này nó không phải ở nhà tôi mà là ở phía bên kia bức tường gạch ngăn cách nhà tôi với nhà bà Toan hàng xóm tôi chỉ tay nói mẹ ơi mùi bên nhà bà toan không phải nhà mình bà toan mẹ tôi lúc này mới đưa lại Mẹ không nói gì vội vã, lội bì bõm ra cổng thì thấy cổng nhà bà Toan vẫn khóa trái và gió thì cứ thổi rin rít. Lúc này mưa đã tạnh, thế nhưng gió to và nắng heo may, mùi thối nó luẩn quẩn khiến cho người ta đau đầu nhức óc. Cổng nhà bà Toan bị lệch mất một cánh khiến cho mẹ vừa đẩy mạnh thì nó đã đổ ập. Mẹ tôi trì hô với mọi người. Các bác ơi, hôm trước lên núi có ai thấy bà Toan không? Tôi chết rồi ai nấy lội sang bên này thú thực là bây giờ ai cũng đau lòng thế nhưng tình làng nghĩa xóm thì người ta lại lo hơn lo cho những người không kịp chạy thoát chú biên hàng xóm nhà tôi thấy thế nói bỏ mẹ rồi chẳng ai kịp để đến bãi rồi mẹ tôi là người đi vào đầu tiên ngôi nhà siêu vẹo của bà toan cũng đã sập mất một nửa tối om nhưng cửa thì đã mở mọi người đều tỏ ra lo lắng không biết bây giờ bà toan đang ở đâu Thế nhưng cánh cổng khóa trái thì khả năng là đêm hôm đó bà vẫn ở trong nhà chứ chưa có đi ra. Những tiếng gọi bà Toan ơi, bà Toan ơi vang lên. Căn nhà bừa bộn, lộn xộn vương vãi toàn là đồ đạc bị nước cuốn. Thế nhưng tìm khắp cả mà chẳng thấy bóng dáng bà Toan đâu hết. Ai cũng thấy thối lắm. Tìm kiếm được một lúc. Lúc đó tôi đang đứng ở ngay cổng nhà bà thì con bé Huyền bé hơn tôi 2 tuổi nó đứng ở chỗ góc vườn nơi có cây mít và bụi cây gai nhảy cẫng lên chỉ tay nói ầm ầm tôi choáng váng bà toan đây này mọi người ào lại trong bụi cây gai vàng khẻ lộ ra một nhúm gì đó đen như tóc và ở trong đó thì ruồi nó đang bay hàng đàn tạo thành những tiếng ve ve một người sợ hãi lấy cảnh cây hất cái đống rơm giả ra cái đầu của bà toan mở trừng trừng con mắt ngửa ra nhìn mọi người khiến ai nấy đều kêu váng làng nước tôi thì tí ngất và xác của bà thì bị kẹt ở giữa cây mít và cái bụi rậm sát bức tường ngăn giữa hai nhà có lẽ bà cố gắng trèo lên nhưng không thoát được cho nên mắc kẹt ở đây mẹ tôi hoảng loạn và xác bà toan thì thảm vô cùng tôi chết rồi bà toan chết rồi chết rồi xa rẻ bà toan trắng bục cả lại các bác cứ tưởng tượng Tôi xin lỗi nó hơi tục tí chưa ra con lợn chết Hay là con chuột chết trường như thế nào Thì nó còn kinh khủng hơn Trăng trắng và lẫn tím đen Từ trong đôi mắt của bà Toàn Là đầy những ruồi bỏ Rồi đang bu vào nhung nhúc Nhung nhúc Tôi không hiểu sao bọn ruồi nó đẻ nhanh Và trứng nó nở nhanh thế Mắt bà Toàn vẫn mở Nhưng bị ruồi bâu đen kìn kịt Nhiều người ôm mồm nôn ẻ Những người chịu được thì cũng bịt mồm thương bà quá mà khóc nước mắt chảy dài rưng rưng. Cái xác chết gặp nắng cũng đã sình lên. Cái áo hoa của bà bị da thịt nứt căng đét và cái mồm thì nghiến vào lộ ra hàm răng cánh kiến đen xỉ. Bà toan được mọi người lôi ra bên ngoài. Cái cảnh bà hàng xóm của mình bế ấm mình từ bé chết một cách thê thảm như thế làm tôi thật sự sốc và trắng váng. Lúc đó tôi không còn biết được chuyện gì nữa đứng nép vào một góc Sắc bà Toan được mọi người bê khanh lên chiếc bàn uống nước, đặt kê lên chiếc giường gỗ. Cái xác cứng và trương, mái tóc bết xóa áp của bà ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Cứ bảo mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hai hôm sau, bà Toan hiện về. Lúc viết câu chuyện này tôi mới nhớ có thể dùng từ hiện về, mà chứ hồi đó thì chưa. Đêm hôm đó, nước đã rút gần hết đi, một đêm trời trong và sáng kèm theo không khí xe se sau bão khiến cho thời tiết đẹp lắm tiếng trống tiếng nhạc đám ma vang lên đây đó ủ uất không khí của ngôi làng đều hưu khắc hẳn với cảnh đẹp trời này khiến cho lòng người ta sao mà kỳ lạ bà toàn được mọi người chôn cất và buổi sáng xác bà phải chờ đợi thêm một ngày đắp chiếu nằm trong nhà để chờ nước xuống bớt hôm sau mới có thể đem đi chôn mọi người lo xong phần nào công việc hỏi nhau góp chút tiền để mua áo quan. Bà Toan sống một mình không chồng không con. Khi xưa nghe mẹ và mọi người kể lại thì bà cũng có chồng, lấy ở làng bên nhưng không hiểu vì sao ở với nhau được độ một tuần thì ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Bà Toan sống một mình từ ấy. Hôm chôn bà Toan, cánh đồng vẫn xâm sấp nước. Cái hình ảnh quan tài nổi lênh phành phải cuốc đất be bờ rồi tát nước từ trong hố ra mới lấp được lại nước kinh dị và khó khăn vô cùng tôi và mẹ nhận được tin ba ngày nữa bố về cho nên rất mừng bây giờ bố mới cắt được phép và căn nhà siêu vẹo vắng bóng trụ cột chỉ mong bố về để mà giúp hai mẹ con xử lý công việc sửa nhà dọn dẹp mà thôi tối hôm đó tôi đứng ở ngoài hiên nhìn con nước ngấp nghé mặt sân phía bên kia bờ tường rào nhấp nháy là mấy con đom đóm phát sáng bay lập lòe ở trong đêm tối khiến cho khung cảnh mờ ảo lắm đang đứng thẩn thơ nhìn đất nhìn trời thì có tiếng của con mic cất lên đầu ngõ tôi mừng rỡ tới nhảy cẫng cả lên khi thấy nó gầy nhom bẩn lôi thôi không biết từ đâu phi vào trong cổng nhìn tôi quấy đuôi tíu tít tôi gọi lớn mẹ ơi con mic về rồi con mick chạy bổ lên trên hiên nhà. Cái con này là chó ta, nhưng nó khôn cực kỳ. Không biết mấy ngày qua nó bị lạc ở đâu, và may mắn vẫn sống mà tìm về được nhà trong đêm. Gặp lại người bạn thân tôi ôm chẳng đến nó, chẳng ngại bẩn, và nó thì cũng xem chừng rất vui. Đang lúc hai tay ôm ôm lấy cái đầu bết buồn của nó, con mít khịt khịt mũi thì bất xác, nó quay đầu sang phía bờ tường, rào sủa một cách kỳ lạ, Tôi theo phản xạ cũng quay sang nhìn Bức tường nham nhỏ những lỗ thủng Cùng rêu phủ Thế nhưng chẳng hề có gì Khiến tôi không mấy để tâm Mẹ tôi mới lau chùi đặt lại bát hương Thấy con mít về thì mừng ra mặt Bởi vì cái con này nó như là một thành viên trong gia đình Ngoan và trung thành lắm Mẹ nói Đấy biết ngay mà con này nó biết bơi cho nên thế nào nó cũng thoát được thôi. Mích mích, bà đây ta cho ăn. Lúc tối ăn cơm xong Thì còn chút cơm nguội Với rau chưa có đổ đi Mẹ tôi dồn hết vào một tô gọi nó vào Thế nhưng kỳ lạ làm sao Là nó không vào mà cứ đứng quay sang Phía nhà bà Toan hành động khó hiểu Tôi cũng cau mày Trông sang bên đó Còn mít cào cào móng xuống dưới nền nhà Nó tiếp tục sủa một hồi Rồi cục đuôi chạy lại vào bên trong Hai mẹ con bất giác nhìn nhau Tôi thì không dám nói gì Thế nhưng chồng mẹ thì hoang mang thật sự Mẹ tôi nói khẽ Vào nhà đi con Tôi không dám nhìn sang bên ấy nữa Mà đi thẳng vào Thú thực là tôi không biết tôi đang sợ cái gì Thế nhưng lúc đó tôi thấy lạnh người Con Mick ăn xong chút cơm Lại đứng ở bên ngoài hiên nhà Suốt cả đêm nó cứ ư ử ừ, Lúc thì sủa, lúc thì gầm gừ Đặc biệt là nó cứ ngoái đầu sang nhìn sang bên nhà bà Toan Như canh chừng một thứ gì đó Điện mất cho nên cả làng đi ngủ sớm Chỉ có ánh đèn dầu được thắp đặt ở trên bàn thờ khiến cho không gian càng về đêm càng lạnh lẽo tịch mịch chẳng nhớ khi ấy là mấy giờ nhưng tôi nằm ngủ không được cái mùi buồn mùi ẩm thấp ướt át của giường chiếu mặc dù đã trải cái bạt mơ để nằm đẻ lên thế nhưng nó cứ sột soạt và thấy khó chịu nằm lật dọc lật ngang thức đến nửa đêm tôi buồn giải quá mở cửa đi ra ngoài hiên hơi giật mình khi vừa mở cửa ra thì thấy còn mích nó cũng chưa ngủ bà đang ngồi quay mặt vào nhà ngẩng đầu nhìn tôi không chớp mắt nó chạy vụt vào bên trong chui vào gầm giường kêu y ỉ tôi nhíu mày không hiểu chuyện gì mỗi lần cái con này nó vẫn ngủ ở hiên chứ tuyệt nhiên không có dám vào trong nhà nằm đâu đang định mặc kệ nó để đi vòng ra vườn sau bỗng dưng tôi nghe thấy có tiếng động gì đó như là tiếng cây rung loạt soạt gió tự nhiên thổi mạnh vào cánh cửa sổ bên nhà bà toan cách ngay bức tường tôi đang đứng thì bị gió đẩy vang đến cột một cái. Tôi lạnh cứng. Thề, tí nữa thì đáng ra quần. Tôi hốt hoảng nhìn khắp xung quanh rồi đứng như chết lặng. Khi thấy cây mít bên nhà bà Toan chỗ bụi rậm, gai, cảnh lá như đang có ai rung. Loạt xoạt, loạt xoạt. Những tán cây rung rất mạnh. Nó rung hẹt như là có người dùng tay bấu vào rung chứ không phải là gió thổi mấy quả mít trong bóng đêm nhìn không rõ thấp thoáng sau tán cây tuy nhiên tôi để ý có một quả nó tròn lắm tròn như quả bóng đen đen và nó thì cũng đang lay động tôi ngây dại cái cái gì vậy tôi chỉ kịp nói lên câu đó thì bụi cây gai rung càng thêm mạnh còn cho mít ở trong nhà hú ầm lên thì trong khoảnh khắc tôi nhận ra cái thứ tròn tròn kia không phải là mít mà dường như là một cái đầu người nó đang nhìn tôi tôi kinh hãi rú lên mẹ ơi mẹ ơi bà, bà toan mẹ ơi tôi phí ngược vào bên trong thấy mẹ bật dậy sợ hãi con mít thì hú như chó sói thế nhưng mà nhìn lại thì tôi thấy sững sờ vì không thấy quả mít tròn ở chỗ mép tường đó đâu nữa cả mẹ tôi bịt mồm lại nó vớ vẩn cái gì vậy con tôi run bật bật chỉ tay nói với mẹ cái quả mít tròn tôi nhìn thấy dường như là cái đầu của bà Toan đang nhìn tôi khiến cho mẹ khiếp phía. Thế nhưng bà là tôi nó lung tung. Tôi khua chân múa tay, lúc này hiện lên trong đầu là hình ảnh của bà Toan. Thế nhưng mẹ một mực nói tôi tưởng tượng ra. Dẫn tôi đi đái mà thi thoảng mẹ lại liếc ra phía đằng sau ánh mắt đầy sợ hãi. Đêm đó là đêm thứ nhất. Có lẽ tôi đã biết ma là như thế nào đây các bác. Lần thứ hai tôi có thể khẳng định là bà Toan đã hiện về. Không siêu thoát được, đó chính là cái đêm đầu tiên mà bố tôi từ đơn vị trở về nhà. Lần này thì bố tôi gặp bà. Bố tôi về trong một buổi chiều tàn. Vừa đến cổng trông thấy hai mẹ con bình yên vô sự, bố chẳng nói được gì nữa mà chỉ biết mỉm cười thôi. Có lẽ nhìn tôi và mẹ lành lặn, ngôi nhà không bị sập, bố cũng đã hết âu lo. Lợn chết, bò chết, của cải mất thì làm lại được, chứ người chết thì coi như mất hết. Bố tôi ngay lập tức, cất đồ không cần nghỉ ngơi, rồi trèo lên trên mái chỉnh lại ngói xô, ngói vỡ. Bữa cơm đó có bố ở nhà, ngon đến lạ. Và đợt đó thì phải mấy tháng bố tôi mới có thể về được vài ngày, cho nên khi dọn dẹp bố tôi đi sang nhà hàng xóm hóng chuyện. Lúc hơn 11 giờ đêm, bố mới quay trở lại, thì vừa đi đến cổng, bố tôi lảo đảo ngã phịch cả xuống, khiến con mic đang nằm lại sủa lên chu chéo, Hai mẹ con tôi chạy ra thấy bố mặt mũi xám ngoét, đỡ bố vào trong nhà, hỏi có chuyện gì xảy ra sao. Chúng gió hay bị làm sao mà, thế? Bố tôi run dậy, phải mất mấy phút sau mới có thể định thần. Cầm chén nước trà, tay vừa nói vừa uống, mà nước vừa rớt sang hai hai bên mép. Tôi, tôi thấy, bà Toan, để, để cây mít, cây mít, trông bà bẩn lắm, bà ấy vẫy Tôi, bảo tôi cứ bà với chứ nước lên nhanh quá bà không chạy được bố tôi nói câu đó xong ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thở hồng hộc hai mẹ con chỉ biết sợ sệt nhìn nhau thế nhưng hỏi thêm thì bố không kể gì nữa có lẽ là bố sợ mẹ con tôi hoang mang mãi sau này khi mọi chuyện dần trôi đi có một hôm tôi hỏi bố mới kể ra là đêm đó bố về cũng thấy bụi cây gai giáp xanh giữa hai nhà nó rung mạnh lắm có bóng người lập ló Bố tưởng là trộm Nhìn sang thì thấy cái đầu bà Toan thỏ lên Trông cứ như là quả mít Nhìn bố đôi mắt đen xì xì Bà Toan nói bằng giọng thèo thảo Quý ơi Cứu cô với Nước lên nhanh quá Cô không chạy được Quý ơi Và đó cũng là câu chuyện đầu tiên Mà tôi gặp với chính hồn ma Của bà hàng xóm nhà mình Bố tôi ở nhà được thêm 4 ngày thì cũng phải lên đơn vị công tác. Nhà chỉ còn lại hai mẹ con và anh em thì đợt đó đang bận thi. Những tưởng cái sự ma mị kinh dị đó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau, khi mà tôi tạm thời quên bà Toan đi, thì ở trong làng, ở xung quanh tôi xảy ra hàng loạt những điều vô cùng sợ hãi, lần này là với những cái sắc chết. Nói về những cái xác chết trôi, có lẽ anh em sống ở vùng sông nước không còn lạ lẫm gì, sau khi bố tôi lên đơn vị thì nhà chỉ còn lại có hai mẹ con. Khi ấy nước trong làng đã rút hết đi. Lũ về khiến làng thiệt hại nặng nề, nhưng nặng nhất chính là nhân khẩu của làng đã mất đi hơn 10 người thiệt mạng do lũ. Năm ấy cũng là năm chết nhiều nhất. Bãi bồi trồng dâu thì vẫn ngập bởi vì bãi nằm ở phía ngoài đê. Công việc chính của làng là nghề nuôi tầm cũng bị gián đoạn và do dâu trồng ở bãi thì ngập hết cho nên lứa tầm này nhà nào nhà đấy cũng đi tòng cả. Tôi nhớ hôm đó là một ngày nắng. Tôi cùng với mấy anh em trong xóm rủ nhau ngồi thuyền đi xuống bãi bồi để mà bắt xế mẹn. Vì lúc này chính là lúc hợp lý nhất để khai thác những sản vật mùa lũ như tôi đã kể. Tôi cùng với thằng Dũng, thằng Hoan và một anh lớn nữa là anh Sơn. Mấy anh em ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trèo ra. Bãi bồi thì rất rộng. Tuy rằng nước vẫn ngập ở đây, thế nhưng vì là nơi chôn rau cắt rốn nên bọn tôi biết đâu là bãi, đâu là lòng sông, nước vẫn đang chảy rất dữ, tôi cùng với mấy thằng trèo lên chiếc thuyền gỗ nhỏ tí. Ở làng thì gần như là nhà nào cũng có thuyền neo sẵn ở bãi bồi, thế này và thấp thoáng phía xa thì cũng có vài chiếc thuyền đang trèo đi lang thang, có lẽ mục đích cũng giống với nhau cả thôi. Mỗi lần trèo thuyền ra bãi bồi như thế này đều là những kỷ niệm đáng nhớ. Bốn anh em mỗi thằng mang theo một cái túi bóng, thằng thì bao tải to bởi vì không chỉ bắt dế, bắt chảo chuộc, rắn rết đâu mà còn cả đi lấy củi nữa những khúc củi khô, gỗ ướt từ thượng nguồn mắc lại cũng nhiều. Tôi nhớ có lần ông Toàn ở gần nhà tôi còn sĩ được cả một cây lim, giá mấy chục triệu bạc. Lần ấy ông trung mánh đậm, đang ngồi thong rong trên thuyền luồn lách qua những ngọn dâu tằm bị nước ngập. Tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng y oạp gì đó cất lên chỗ bụi dứa dài. Lúc này cũng đã ngập cao hơn đỉnh đầu. Tôi hơi ngừng lại. Ủa, chú mày có nghe thấy gì không? tiếng động làm cho mấy thằng kia cũng chú ý. Ở trước bụi dứa, hơi rung rung lên như kiểu có cá mắc vào. Và con cá này tôi đoán chừng khá to. Anh Sơn trèo cho thuyền dừng lại. Cái tiếng lạp xoạp này, nó rung theo từng nhịp. Và ở phía bên dưới thì còn có cả những luồng quẫy nước đích thì là có cá đang lợn vọn quanh đây. Đang hí hửng, tôi không biết có trúng mánh, trúng quả gì không. Thì thằng Hoan nhanh nhỏ thả quây lươi bỗng tôi thấy lấp ló có cái gì như cái miếng vải màu trắng trắng. Cả cái gì đó đen và càng đến gần hơn thì chợt người thấy cái mùi gì nó lạ lắm. Tôi vội ngăn thẳng dũng đang định cầm cái xào chọc vào trong đó. Ê, ê, từ, từ từ mày. Thằng Dũng chọc vào cái bụi dứa đánh sộp. Nó quay sang nhìn tôi vẻ mặt khác lạ rồi bất xác từ bên trong bụi dứa sọc ra một mùi thối kinh khủng khiếp. Cả bọn gái ốc nổi dựng lên từ đầu cái xào được thằng dũng kéo ra là một thứ nước gì đó nhờ nhờ có màu hồng và đang chảy rớt rất kinh phía dưới mặt nước là cá thấy động quấy đuôi dao rác bơi đi chúng nó phi vào tấm lưới quây mà thằng hoan vừa thả xuống nhung nhúc nhung nhúc làm cho thằng hoan vừa mừng vừa hoang mang lắm thằng dũng nó ngó ngó Ch chết mẹ à rồi anh sơn giật mình hô lên hoảng loạn chẳng thằng nào nói được câu gì Thế nhưng thằng nào thằng đấy tim đập chân run vì dường như đang cùng liên tưởng đến một thứ rất kinh khủng. Mùi thối nhanh chóng phả ra khắp nơi. Anh Sơn vội vàng vỡ lấy chiếc xảo. Anh ngồi gạt gạt cái bụi lá dứa ra thật rộng thì tất cả buồn rùn chân tay khi thấy cái thứ lộ ra trước mặt. Thằng Dũng răng cắn vào nhau lạch cạch. Chết, chết tao rồi! Là một cái xác chết các bác ạ. Không ngoài dự đoán và sự lo lắng của mấy anh em, thì cái thứ đang quẫy quẫy trong bụi dứa mà thằng Dũng vừa chọc kia chính là một cái xác chết trôi. Không biết đây là nữ hay nam. Sau khi anh Sơn gạt rộng ra, thì thấy nguyên mảng lưng còn đang mặc cái áo cọc đông xuân màu trắng. Mông và đầu thì cắm úp xuống. Có lẽ đây là một người đàn ông, chứ không phải đàn bà. Thằng Hoan thì sợ đến nỗi bỏ lưới vớ lấy cái mái chè mà quẫy cuốn cuồng. Anh Sơn chửi ẩm lên vì sợ ngã, và từ cái hông căng đét toàn hơi của cái xác kia thì đã bị thủng giữa một lỗ rất sâu thằng dũng mặt mũi tái xanh ta 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 không có ý đi. anh sơn bắt loa tay lên mồm gọi mấy thuyền bên kia trù chéo có lẽ cái xác này từ trên thượng nguồn giạt về và nó đã chết cả tuần nay sình lên phình to trông rất kinh dị chỉ là bị khuất trong bụi dữ dài khổng lồ cho nên mới không nhìn rõ được thôi ở khúc sông làng tôi có cả một bãi chuyên chôn xác chết trôi những cái xác không giấy tờ kèm theo không thừa nhận nếu may mắn giạt và bỏ được người ta mai táng tạm bỡ, còn không thì sẽ lại bị đẩy trôi theo con nước nếu gặp những nhà làm nghề trải lưới nói đến đây chắc là các bác khó hiểu lắm ở lòng tôi cũng có tranh cãi về cái vấn đề này tôi là việc vớt hay không vớt những người xấu xấu này chết trôi là một cái chết thê thảm vô cùng những nhà làm nghề thuyền trải cực kỳ kiêng việc vớt xác chết trôi. Theo quan niệm thì đây là cơm của hạ bá, việc vớt xác lên để đem đi chôn chính là cướp cơm cho nên tuyệt nhiên họ không dám đụng vào bởi vì sẽ phải nhận những hậu quả về sau. Có người thì bảo nếu vớt lên thì sẽ không đánh bắt được mà phải bỏ nghề vì hà bá không độ cho. Có người thì bảo vớt lên nặng hơn sẽ phải thay thế cho cái xác đó để làm mồi cho hạ bá cho nên họ không dám vớt. Và thường sẽ phớt lờ đi chỗ khác hoặc là đẩy cho trôi tiếp thế nhưng cũng có những gia đình như nhà tôi không làm nghề trả lưới thì lại quan niệm khác gặp xác chết trôi chẳng nỡ nào bỏ đi để họ như vậy mà sẽ kéo vào bỏ làm phúc chôn cất cho họ cẩn thận nói là vậy nhưng đã là người sống nước thì ai cũng lo sợ người ta bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành cho nên không tự nhiên mà dân sông nước kiêng vuốt xác chết trôi trong làng chỉ có ông Tuần là người vẫn thường nhúng tay vào những việc này mà thôi. Ông Tuần sống ở một cái lán trên bờ đê quanh năm mưa gió. Ông có nhà ở trong làng đấy thế nhưng dù vợ con có bảo ông về được mấy ngày thì ông lại bỏ ra ngoài này để mà ở một mình. Mấy thuyền kia nghe thấy có xác chết trôi lạng vạng tới nhưng vội bỏ đi để mà gọi ông Tuần. Thằng Dũng thì sợ quá, đi không dám đi, ở cũng không dám ở, cứ vái vái vì sợ người kia sẽ trách phạt nó rồi ám theo. Cái xác sau một lúc bị chọc thủng, rồi ở bên trên, cá ở bên dưới bắt đầu đánh hơi thấy nhiều hơn. Nên từ bên trong cái lỗ thủng sau hông nước đỏ nước vàng chảy ra thối hoắc và nó đang từ từ chìm xuống. Có lẽ là trương lên. Bị chọc vỡ, bây giờ nó thoát khí. Hai cái cẳng tay cẳng chân ông ta khèo khèo ra như con ếch. Cái cẳng chân trái có lẽ sắp rụng ra cho nên gặp nước bị nước đẩy, nó cứ đạp đạp hết như người ta đang bơi vậy. Cô tiếng của ông Tuần trên bờ nói vọng xuống Là đàn ông hay đàn bà? Dạ Hình như là đàn ông ạ à. Anh Sơn nói to Ông Tuần lật đật chèo thuyền đi ra Thì trên mũi thuyền của ông bây giờ là một bó hương nghi ngút khói Trong cảnh người đàn ông chèo thuyền hương cháy trắng xóa Nó liều trài lắm Ông Tuần còn mang theo một cái bạt mưa lớn trải sẵn Để làm gì chắc ai cũng biết rồi Từ từ tiếp cận đến có lẽ các bác nghĩ sao không gọi chính quyền đến mà lại gọi ông Tuần này đến. Bởi vì những vụ này thường là vô thừa nhận. Bên chính quyền họ cũng rất tránh cái việc vớt xác này. Cho nên có báo thì nhiều khi họ cũng mặc kệ. Lúc xuống đến nơi họ lại nhờ tới ông Tuần kéo hộ. Cho ông mấy trăm bạc. Rồi cũng nhờ ông mang đi chôn chứ chẳng dám nhúng tay. Làm thủ tục của hồ sơ thì lại liên quan đến việc truy tìm rồi đăng tin. Đã thế, hồi ấy thì cấp hành chính xã họ lại cầu thả và quan liêu lắm, cho nên công việc vớt xác này gần như là ngầm dành cho chính ông Tuần vậy. Ông Tuần tới nhìn nhìn thì khẳng định đây là đàn ông rồi. Trông thấy mấy thằng co cụm vào nhau, ông quát cho mấy câu bảo đứng giữ thuyền cho ông để ông lặn xuống kéo người tuần lên. Trông ông Tuần không chút sợ hãi thế nhưng thằng nào cũng run. Nào có mấy khi trông thấy cảnh vớt xác chết trôi bao giờ đã thế lại còn gần như thế này thì độ khủng khiếp nó tăng lên gấp bội. Ông Tuần vừa ngộp xuống đã ngó đầu lên chửi loạn. Tiền sự bố mấy thằng này, ở dưới có quầy lưới, xong bảo tao, định bẫy thằng mắc chết à? Thằng hoàn gãi gãi đầu, vừa nãy sợ quá bỏ cả quay bây giờ mới nhớ, nào ngờ đâu cái quay đã mắc đầy cả cá nhung nhúc ánh bạc, trông đến là ham. Ông Tuần đưa cho anh Sơn một đầu kéo lên, không biết bao nhiêu là cá rô phi, cá chê, cá chép. thế nhưng nhiều nhất là cá ngạnh, to cỡ cổ tay người lớn. hồi ấy ở sông làng tôi có cá ngạnh nhiều lắm, đứa nào cũng sướng. thế nhưng ông tuần nói một câu khiến cho cả bốn thằng Trưng hừng. mang vứt xa đi, chúng nó ăn xác rồi. tôi cảm thấy lầm giọng. cái lũ cá ngạnh, cá chê là cái lũ ăn tạp nhiều nhất. Tuy rằng thịt chúng rất ngon, thế nhưng nổi tiếng là cái lỗ giọn xác chết dưới sông giống như loại kèn kèn nó ăn xác thối. Xác động vật chết dưới sông chủ yếu là do cá ngạnh cá chê này nó ăn hết. Cũng có những giải thoại ở làng rằng từng có những ngôi mộ chôn ở đồng ngập khi cải táng mở nắp ra cá chê nó chui đầy cả vào. Cũng sau vụ đấy, nó đến hai cái loại cá này là tôi rén. Bởi vì sau khi cái xác được ông Tuần lật lên, trông nó kinh dị vô cùng, Thôi để tí nữa tôi kể tiếp Chứ bây giờ Chuẩn bị đến giờ ăn lạnh như ghê quá Ông Tuần buộc dây vào chân cái xác lật lại Một cảnh tượng kinh khủng tôi không thể nào quên Đó là cái xác phía mặt trước Đã bị cá tôm nó rỉa đến be bét hết cả ra Khuôn mặt và hai mắt bị ăn đến tận xương Phần bụng và ngực thủng hai mảng lớn Tuy nhiên Cái bụng chưa bục hẳn Mà từ trong cái lỗ là một đoạn ruột phổi ra linh láng Và máu lẫn mỡ Mấy thằng ôm mồm choáng váng thằng Dũng thì vừa nãy dường như đã được chọc bục dạ dày của người này và bây thì đúng là đàn ông thật. Mặt trước trắng bạch như người bị bạch tạng. Thế nhưng mặt lưng và mông đuôi của ông ta thì đen xì vì bị nắng cháy mấy ngày trời và mùi hôi thối sau khi lật lên nó bay khắp không gian. Ông Tuần định bảo anh Sơn xuống phụ ông nhấc cái xác lên chiếc thuyền con con. Thế nhưng bởi vì cái xác ngậm nước lâu ngày nặng quá, bây giờ mà kéo chỉ sợ là chân dụng tay dụng lúc ấy thì sẽ mang tội ông tuần thở dài nghĩ ngợi sơn mày có thuốc lá không cho tao điếu Một kinh quá anh sơn gật gật lấy ra bao du lịch giúp ông châm lửa hút ông tuần vừa bám ở cành dâu vừa rít vải hơi thật sâu rồi bơi ngược vào buộc một đầu dây ở cuối con thuyền ông trèo lên thuyền cái giọt. phải kéo về thôi gió nhấc lên là kiểu gì chân tay cũng đứt lìa ông Tuần vừa rời xa thì cái xác nạn nhân lại rơi chìm xuống, xoay vòng lật úp người trở lại. Thôi thì ông ta cứ úp mặt xuống cũng được, chứ ngửa lên như thế kia, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cho mấy anh em buồn rộn hết cả chân tay. Thế rồi, cái xác của người đàn ông đáng thương được ông Tuần chèo thuyền kéo vào, lúc này đã có nhiều người ở trên bờ hiếu kỳ bu lại coi. Trong cái xác lập lờ nổi dập dành trước sóng, Tôi ngồi thuyền sau đi theo mà chỉ sợ nhỡ đâu Cái chân kia nó lẻ ra Thì chắc chắn là cái xác sẽ chìm nghiệm Bởi khí đã bị thằng Dũng chọc xì hết cả ra rồi Bên dưới mặt nước thi thoảng lại có tăm cá bơi lội Tôi thấy cái đầu ông ta giật giật như là phao câu Thì đoán chắc là cái mặt hoặc là bụng của cái xác Đang bị mấy con cá đói khát Nó đuổi theo để mà rỉa nốt chút thịt béo ngậy thơm tho Vào đến bên trong ai nấy đứng hóng đều chạy giạt cả ra. Mấy anh em cũng trèo lên thuyền luôn, chẳng dám ra ngoài nữa, rồi ông Tuần một mình lôi cái xác hẳn lên trên bờ bãi. Ông Tuần đốt chút vàng mã đứng khấn. Tôi chẳng biết ông ở đâu về, trên người cũng chẳng có giấy tờ. Thôi thì tôi cứ cuốn cái chiếu rồi chôn ông tạm ở đây với những người đến trước và ghi lại đặc điểm nhận dạng mà thôi. Sau này nếu có phúc người nhà tìm đến Tôi sẽ chỉ mộ cho người ta Ông phù hộ độ chỉ cho tôi và dân làng Đừng phá phách Vì chúng tôi giúp ông cũng là vì cái nghĩa Mấy thằng trẻ con bọn tôi sợ lắm Nhưng cũng đứng vái Thằng xin lỗi nhiều nhất chính là thằng Dũng Bởi vì nó đã vô tình chọc thủng bụng người ta Cho nên nó cứ đứng chần chờ Không về mà vái như thế sao Xác của người đàn ông vô thừa nhận Được chôn luôn trên cánh đồng mà sát chân đê. Cánh đồng mả này cũng chính là nơi an nghỉ của mấy chục cái xác được ông Tuần và người ta quy tập khắp dọc khúc sông. Có ghi đặc điểm nhận dạng và vẫn đang chờ để được người thân đến đón. Trôn cất người đàn ông kia xong, quả nhiên theo dự báo thì bên xã cũng chỉ xuống loáng thoáng. Mấy ông này uống rượu thì nhanh, chứ gặp xác chết trôi thì chỉ xuống ghi lại vài ba thông tin, rồi nhanh chóng rời đi thực sự là họ chẳng muốn dây dưa cây nắng như thiêu như đốt của buổi trưa khiến cho mọi người nhanh chóng tản ra. Tôi về nhà mà mẹ cấm tiệt từ nay, khi còn nước chưa rút hết, tuyệt đối không được làng vàng ra sông nữa, và sau vụ đó thì tôi cũng toàn hẳn. Ông Tuần thì vẫn sống ở ngôi nhà tranh ven đê đó, những tưởng việc làm vì thương người, vì nghĩa của ông sẽ được người ta phù hộ cho, sẽ không động đến ông, thế nhưng mà không. Ông Tuần chỉ tránh được những hồn ma chết nước thế nhưng không thể nào tránh được một thế lực mà ai cũng sợ, không thể tránh được cái mà người ta vẫn kiêng kỵ, đó là hạ bá. Nói đến hạ bá thì là một nỗi sợ, một sự linh thiêng hoặc là một điều gì đó bí ẩn về tâm linh muôn hình vạn trạng. Theo như tôi tìm hiểu thì hạ bá là một vị thần cai quản vùng sông nước trong tín ngưỡng giống như thổ công. Chính vì vậy cho nên có câu đất có thổ công, sông có hạ bá. Hà Bá thường được miêu tả là một ông già tóc bạc như tiên, tay cầm phất trần, bầu nước, vui vẻ ngồi trên lưng rùa. Nhưng cũng có nhiều nơi lại có quan niệm khác với định nghĩa trên. Theo đó, họ coi Hà Bá là ác thần, thường đi gieo rắc tai họa cho những làng trải ven sông nên bị mọi người vừa sợ lại vừa ghét. Tương tự như với yêu quái thuồng luồng vậy. Tôi thì tôi không biết được Hà Bá thực sự là gì, thế nhưng ở khúc sông làng tôi trước kia từng ghi nhận có một con cá chấm đen rất to. To phải đến cả tạ, từ thời bố tôi còn bé tí và được người ta coi đó chính là Hà Bá. Có câu chuyện kỳ dị hơn thì Hà Bá là một con rắn có màu to bằng cái phích nước. Những chuyện mê tín dị đoan tôi không dám khẳng định những cái kiêng về vụ vốt xác cứu người chết đuối là cướp cơm Hà Bá, bị Hà Bá ghi sổ, đòi nợ thì tôi tin đó hoàn toàn có thật. Một thời gian sau khoảng hơn một tháng thì ông Tuần đổ bệnh. Một buổi sáng giống như là bao ngày, tôi cùng bọn thằng Dũng, thằng Hoan đi bộ từ trường về trên con đê lộng gió, thì thấy ông Tuần bước đi lững thững, cười cười nói nói. Rớt rãi cứ nhèo cả ra, kiểu như đã hóa điên. Mấy thằng con nát lại hỏi ông bị làm sao. Có cần về làng gọi vợ con lên đón không, thì ông nhìn bọn tôi bằng ánh mắt xa xăm. Ông Tuần không nói, không gì hết. Ông chỉ lắc lắc, rồi lại cười hành hạch, đi bỏ xuống dưới bãi bồi, nơi có những ngôi mộ vô thừa nhận. hay đợt đó thì bọn tôi sợ, ông Tuần thực ra cũng chẳng phải thân thích với thằng nào, ông chỉ là một người bình thường trong làng, cho nên khi thấy ông bị vậy, sợ bị bà lây và cũng chẳng quan tâm mấy cho nên khi trông thấy ông trả lời Mấy thằng lại lờ đi. Cứ mà đến đầu giờ chiều cả làng náo loạn lên như xét đánh ngang tay. Ông Tuần đã chết, người tập trung ở bên sông đông lắm và vợ con ông thì kêu khóc chạy dọc đường làng. Bây giờ thì tôi mới biết là quả này thì họa đến rồi. Ông Tuấn đúng là bị hà bá đòi nợ rồi. Nghe thấy ông Tuấn bị gặp nạn, tôi nhanh chóng chạy xuống bãi bồi, nghe ngóng tình hình. Người ta bu đen bô đỏ và thoang thoảng trong không khí là mùi của khói hương và có tiếng mõ cứ lấp cốc cất lên. Thằng Dũng, thằng Hoan, anh Sơn cũng đã có mặt ở đây. Vợ con ông Tuần kêu gào quỳ phục cả xuống thế nhưng không thấy xác của ông Tuần đâu hết. Mà chỉ có bà Xuyến là người gần đây đang đưa tay khua khoắng. Tôi nào có biết đâu. Tôi thấy ông ấy đứng lưng chừng nước cào đến ngang ngực ấy. Tôi gọi nhưng mà ông ấy không quay lại nhìn. Lúc đầu cứ tưởng là ông ấy định làm gì. ấy thế nhưng mà ông ấy đi thẳng xuống. Cái đầu dần chìm xuống để tôi mới tá hỏa gọi mọi người ra ứng cứu. Nhưng mà không có kịp. Rồi ôi, hai tiếng rồi, giờ này có khi trôi đi được một đoạn rồi cũng nên ấy. Tiểu ơi, nhưng người mất hồn ấy nhỉ? Xin tiếng mất hồn chứ còn gì nữa? Ông ấy cứ bớt xác chết trôi như vậy, hà bá không bỏ qua đâu. Nói lịch tình, làm phúc không sợ điều gì, chắc là ông Tuần say nắng cho nên mới ngã xuống nước. Được có ác mồm với thì ông ấy làm chứ. Những lời đồn đoán của dân làng cất lên không ngớt, Người theo phe kiên kỵ thì khẳng định ông Tuần phải đền mạng. ấy thế nhưng, những người theo phe làm phúc thì bảo có lẽ ông gặp phải vấn đề gì đó, dẫn tới gặp nạn mà thôi. Khổ nhất là vợ con và các cháu của ông. Hai mẹ con cứ trách nhau sao không cứng rắn bắt ông về, cứ để ông ở đây một mình. Bây giờ xảy ra chuyện hối cũng không kịp, làm cho không khí vừa đau lòng vừa trở nên huyền náo. Ông thầy cúng tên trưởng là người trong làng, không đưa ra bình luận gì, chỉ lắc đầu ngao ngán. Cái chuyện kinh kỵ này thực ra không tin không được, bởi vì người xưa đã truyền dạy lại như vậy. Dù mục đích như thế nào, nhưng đã là cái lệ thì tốt nhất là nên tránh nó đi. Ông trưởng làm lễ xin suốt cả buổi chiều, dân làng cũng huy động, thuyền, nhưng chẳng mò được ông Tuấn đâu. Những trường hợp như thế này rất khó tìm, có khi không tìm được cho nên bà Phương và ông Tuấn cũng chỉ biết kêu gào trong vô vọng, đầy bất lực. <laughs> Ông ơi là ông ơi Là phúc phải tội rồi ông ơi Khúc sông làng huyên náo Từ 3 giờ chiều cho tới tận lúc tối mịt Ông Tuần không thể nào tìm được Dù cho bà Phương có mang lễ lạt Xôi gà hình nhân đến chuộc Nhưng hả bá vẫn không để cho ông nổi lên Độ hơn một tuần sau Lúc này trong làng Mới xảy ra lắm chuyện hơn Hôm đó, người ta mới tìm thấy xác ông Tuần ở ngay chân con cầu vát nối sang bên Sóc Sơn, cách nơi chết chỉ vài trăm mét. Có lẽ ông Tuần bị mắc ở đó và tới khi xác ông bị cá rỉa nham nhở thì Hà Bá mới tha và để cho ông nổi lên được. Nói đến cây cầu này thì cũng thật sự là lắm điều kỳ dị. Trước kia muốn đi qua Hà Nội, trước những năm 2000 thì phải đi đỏ, gọi là bến đỏ vát, chứ chưa có cầu thuận tiện giống như ngày nay. Từ ngày cây cầu xây xong cũng có vài vụ tai nạn xảy ra. Chỗ đường cua đoạn chân cầu có một cái dớp, từng chết đến năm bảy mạng người ở đoạn này và người ta phải dựng cả điếm thở lưng chừng mong những vong hồn siêu thoát và không phá phách. xác ông Tuần nổi lên ở ngay đoạn chân cầu, nơi dưới sâu có những tảng đá lớn. Ông Bình là người làm trà lưỡi trong làng giữ đêm hốt hoảng chạy về báo tin, phát hiện ra xác của ông nổi lên, thì cả làng ai nấy chạy vội ra để mà hóng tin. Những vụ như thế này tất nhiên không thể thiếu mấy thằng tôi. Xác ông tuần nổi cũng úp mặt y như là người đàn ông nọ. Thế nhưng bị cá ăn đến thảm hại và người ta chỉ có thể nhận diện ra ông nhờ vào bộ quần áo. Ông Tuần chết nước không còn ai đứng ra để mà kéo xác nữa. Lần này thì mấy ông bên xã cũng đành phải tự cho thuyền xuống để đưa ông lên. Thế nhưng vì nghi tự tử hoặc là do gặp nạn cho nên thủ tục nhanh gọn chẳng dây dưa. Ông Tuần không được đưa về nhà làm tang mà cúng ngay trên bờ sông. Sáng hôm sau chiếc quan tài của ông chỉ được đặt lên xe tang kéo ngang qua nhà. Bà Phương vào thắp hương trình rồi cứ thế kéo thẳng ra nghĩa địa làng để mà chôn cất. Lúc xe tang kéo dọc bỏ đi, có mấy lần tôi nghe người ta bảo cái gì mà nặng lắm, nặng lắm. Ông trưởng thầy cúng có quăng mấy tờ tiền, ít muối gạo về phía đồng mà nơi chôn những người được ông tuần vuốt lên rồi bảo vài câu khiến ai cũng dọn sông lưng thôi để trong ý đi đi có lẽ những người nằm kia đến để mà trả ơn ông cũng có lẽ ông tuần dùng rằng không muốn đi vì muốn nằm ở cùng với họ và cũng có lẽ hồn ông chưa lên bờ được đang muốn kéo cái xác lại thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì gia đình ông cũng không thể và không muốn để ông nằm lại nơi bờ sông hoang lạnh chiếc xe tang đầu dòng được đẩy thẳng ra nghĩa địa làng trong những niềm xót thương tuy nhiên thì bây giờ những điều kinh dị hơn mới thực sự bắt đầu mà thôi ngay buổi đêm hôm sau ở ngoài bãi bồi chó hú rất kinh là một đêm mất ngủ của cả làng và đêm đó thằng dũng bạn tôi xảy ra biến cố đoạn này thì tôi được nghe kể lại từ gia đình thằng dũng đêm sau khi chôn cất ông tuần thằng dũng cùng bố và chú đi soi ếch ngoài bãi bồi thì đêm đó là một đêm mưa lây phây và tiết trời thì âm u Mấy bố con chú cháu dắt theo con chó ai nấy đội đèn trên đầu. Cái kiểu trời mưa lất phất như thế này ếch ra rất nhiều và bố nó cũng là dân sống nhỏ nghề đi soi, đánh bắt trên sông, cứ thế nuôi nó khôn lớn. Lang thang dọc bờ bãi đến đoạn đồng mà nơi chôn những cái xác chết trôi thì nghe thấy rất nhiều tiếng chó hú chó hoang ở đâu đến nó tự dưng kéo bầy tìm về ánh mắt của chúng bị ánh đèn quét qua sáng như sao chạy thấp thoáng trên cánh đồng mà đến giận người và hồi đấy cái loài chó hoang này nó còn nhiều lắm nhưng còn chó rẻ chó già bị bỏ đi lang thang kết bầy sống chua rúc ở khắp nơi khắp chốn chúng nó sống dọc bờ bãi và hồi đó không có mấy cái vụ xài cho nên chúng phát triển rất đông và hung hăng lũ mèo già hóa cáo sống hoang bỏ đi cũng có mặt ở khắp nơi. ấy thế cho nên ở quê tôi mấy cái thằng nghịch ngợm tối ngày lang thang đi chơi đi bời thì hay bị người ta gọi là giống như là bầy mèo hoang chó dại. bố con thằng dũng mặc kệ sự có mặt của bầy chó là ấy thế nhưng không hiểu chúng nó làm gì ở bãi bồi mà trong đêm mà tiếng của chúng thì dọn hết cả người giống như là đang tranh giành nhau thức ăn. soi một hồi lâu thì mấy chiếc giỏ cũng đầy ắp những ếch lươn lúc ra về thì chẳng thấy con chó nhà nó đâu hết thằng dũng đứng gọi mãi thế nhưng con chó chẳng biết từ lúc nào đất chảy đi mất dạng mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt nghĩ nó đi đâu bậy bạ cho nên cũng kể có lẽ sáng mai nó sẽ tự tìm đường về nhà thôi cho nên hai bố con nó cùng chú nhanh chóng quay trở về vì nơi này vốn không phải là nơi để ở lại lâu sáng hôm sau lúc đi học về thì quả nhiên con chó đã có mặt lôi lùi ở chỗ góc sân. Góc sân nhà thằng Dũng là gian bếp, có cái đống củi khô to lắm và không biết nó đang làm gì mà cứ nằm ngồm ngoàm ở trong ấy. Thực sự là việc nuôi chó của thời đó nó không như nuôi chó cảnh bây giờ đâu mấy bác. Cho nên đừng ai hỏi vì sao không để ý con chó có những hành động lạ bởi vì ngày xưa ở quê chó chỉ để trong nhà nuôi ruột thịt còn đâu có mặc kệ. Đêm đến thằng Dũng đang ngủ bỗng cảm thấy lạnh lạnh Con chó nằm ở bên ngoài chu mõm Giống lên làm cho hai bố con không ngủ được Tưởng là có trộm lật đật Dậy mở cửa chính ra Bên ngoài chẳng hề có ai Thế nhưng con chó ngồi ở trên hiên Cứ nhìn chằm chằm ra cửa Nó hú kinh lắm Thằng Dũng quát thì nó lại chạy vào chỗ góc sân Nơi có đống củi Mà rúc đầu vào ngoằm ngoằm Lúc đó bố nó cũng cảm thấy lạ Thế nhưng chưa thể hiểu được Mẹ thằng Dũng thì đã mất vì bạo bệnh từ lâu Nhà chỉ có hai bố con còn cõi nuôi nhau Cho nên mọi việc cũng xòe xòa Toàn toàn Không có thấy trộm thì cũng lại quay trở vào đi ngủ mà thôi Tới hôm sau Là một buổi chiều Trời đất nhá nhem Hôm đó tôi đang ở nhà Thì thấy bố nó chạy sang Về mặt hớt hải lắm Bố nó hỏi cô đi chơi với nó không Sao giờ chưa thấy nó về Thì tôi gãi đầu Ờ không ạ lúc chiều đi học về nó ra bãi bồi với mấy thằng xóm trên hôm nay cháu phải về thái dâu cho mẹ nên không đi cùng nó nghe thấy bãi bồi bố nó hốt lắm mẹ tôi lật đật trong kho chạy ra thấy chú Dương bố nó vẻ mặt lo lắng thì bắt đầu nói về vụ không cho bọn trẻ con lang thang chơi ngoài bãi bồi nhất là nơi trốn mấy cái xác chết trôi chú Dương thấy hoang mang gật gật đầu rồi đi tìm thằng Dũng ngay tôi thì tôi nghe thấy bạn mình có chuyện như vậy tôi không thể làm ngơ được cho nên cũng xin phép mẹ để mà đi cùng chú ra ngoài bãi bồi tìm nó. ra đến nơi, lúc này trời đã tối lắm, bãi bồi thì rộng mênh mông cộng thêm ánh đỏ cuối chân trời làm cho khung cảnh dòng sông trở nên kỳ dị. ma mị khác hẳn với vẻ đẹp ban ngày mà tôi vốn đã thân quen. chú dương bắt loa tay gọi. dũng ơi, dũng ơi chẳng thấy nó đâu hết rồi hai chú cháu chẳng ai bảo ai nhanh chóng tìm đường đi xuống chỗ cánh đồng mạ nơi mà đêm trước có bảy chó hú cánh đồng mạ là một nơi trước kia ngoài ông tuần ra chẳng mấy ai lui tới những người đánh cá ở sông cũng hay đi qua đây thế nhưng họ không tạt vào mà lờ đi và nó toàn là những cái nấm đất mấp mô tới nơi giữa không cảnh tối om đập vào mắt tôi và chú dương là một bãi tan hoang ngôi mộ mới đắp của ông chết trôi hôm trước đây là những vết đảo mới sâu hoắm khắp nơi là vết chân chó và tôi suýt ngất xỉu khi ngửi thấy mùi thối xương lẫn với máu thịt vương vãi đầy ở trên mặt cỏ ruồi bâu đen sì chú dương mất trọn trừng trừng thôi chết rồi chó nó về bới xác ăn rồi dũng ơi dũng ơi những tiếng dũng ơi cứ thế cất lên tốt Thì chân tay mềm oặt nhưng phải tạm gác cái chuyện kinh dị này sang một bên để mà hộ chú Dương gọi thằng Dũng không nhỡ nó xảy ra vấn đề gì thì chết. bỗng ở chỗ mép sông vang lên tiếng khóc giấm dứt thút thà thút thít. Chú Dương vạch mấy cây bụi chạy tới thì cả tôi với chú tá hỏa khi trông thấy thằng Dũng, thằng bạn tôi Ôi trời ơi Nó đang ngâm một nửa người dưới nước nửa thân lộ bám lên trên bờ ướt nhẹp nhẹp vừa khóc hai mắt vừa nhẫm tịt, chú dương gào lên hoảng loạn ôi trời ơi dũng dũng mày làm cái gì thế này hả dũng tôi á khẩu chú dương lập tức nhảy xuống kéo nó lên thế nhưng kỳ lạ thay nó không nhấc chân lên được mà cứ như là bị ai đó giữ chân không cho lên chẳng biết thằng dũng đã bị ngâm dưới này bao lâu tôi với chú dương cứ mỗi người một tay kéo nó Gồng hết sức thì cũng nghe đánh giọt, thằng Dũng bị kéo lên bờ rành rạch. Thằng Dũng bất ngờ mở mắt, nhưng đôi mắt trợn ngược. Nó dãy dãy lên mấy cái rồi ngất liềm luôn, khiến hai chú cháu sợ hãi, lay gọi mãi, nhưng nó không tỉnh thì cũng không biết phải làm sao. Cơ thể nó lạnh ngắt như được lôi khỏi tủ đông. Sợ hơn nữa ở chỗ chính là chân tay nó cong cong, co quắp. Cái dáng bộ này khiến tôi nhớ tới cái hôm vớt xác ông chết trôi mà nuốt nước bọt, quái lại, nhìn cái bãi xương sầu thịt thả, chiếu rách tanh bảnh. Chú Dương sốc nó lên, lưng cõng nó về. Dũng ơi là Dũng, mày mà làm sao? Thì tao biết tiết chỉ sống nữa hả Dũng ơi? Những tiếng chó của làng, nghe thấy tiếng náo động sủa lên đồng loạt. Những người nhà ở sát mặt đê thấy động nhìn ra, Trông thấy chú Dương cõng thằng Dũng chạy vào ai nấy sợ rệt chạy ra hỏi chuyện thế nhưng tôi cũng chỉ biết hộ Chu Dương thuật lại qua loa cái xác bị chó ăn tạm thời cứ để ở ngoài kia bây giờ phải tìm cách cứu thằng này trước đã chứ không người nó lạnh lắm không nhanh ủ ấm vớ vẩn chúng cảm nó chết thì công sức nuôi cần lấy năm có như bỏ mẹ mọi người nghe thấy chuyện xác ông chết trôi bị chó hoang bới ăn ai nấy kinh hãi không dám đi ra bãi bồi về đến nhà thằng Dũng thì lúc này nào là dầu gió, nào là cao bạch hổ cứ thế nặn chân nặn tay. Thay quần áo xoa người thì phải một lúc sau nó mới ấm lên được. Cô bác ở gần nhà trông thấy tình hình thì bảo thằng này bị ma treo rồi. Bây giờ phải đi gọi ông trưởng thầy cúng sang ngay. Thì một lúc sau ông trưởng ông ấy cũng mau chóng chạy sang. Vừa vào đến cổng ông trưởng nói luôn. Cái ông này, ông ấy hợp với nó nó chọc thùng bụng ông ấy. Chính là ông chết trôi hôm nọ, giữ trần nó, chứ còn ông nào. Ai đây tái mặt, tôi đứng nghe không hiểu mô tê gì hết, nhưng cảnh tượng cái xác bị cá rỉa toe toét, cái bãi máu thịt bị chó hoang ăn kia, làm tôi lợm giọng chỉ biết đứng nhìn từ xa. Ông trường đốt một nắm lá gì đó khô khói bay nghi ngút, rồi khua khua. Ông ấn vào cái khoảng giữa môi và mũi nó một cái, thì bất ngờ thằng Dũng mở mắt ngồi dậy, nó nôn ẻo ẻo rồi cứ thế khóc váng lảng nước ông ấy ông ấy kéo con đấy. ông ấy bảo không trả cho ông ấy thì còn lâu ông ấy mới cho về tất cả bất ngờ ông trưởng dò xét nó hỏi nó nhớ được cái gì thì kể ra cho ông nghe thế nhưng nó nói được mỗi câu đó rồi nằm phịch xuống giường thằng dũng bắt đầu quay sang nói làm nhảm nó kêu lạnh rên lên hừ hừ rồi chỉ được một lúc cứ thế mà ngủ thiếp đi ông trưởng lắc đầu thở dài nghe chừng vụ này có vẻ căng ông bảo tạm thời nó không còn bị cái gì nhập vào người hết thế nhưng phải làm rõ mọi chuyện đã chờ nó tỉnh kể thêm được lại thì mới biết nó cầm của người ta cái gì ông trưởng nói rồi bảo chu dương thắp hương trên ban thờ để ông kêu cầu ông trưởng đứng khấn hết ông bà tổ tiên cả mẹ thằng dũng lên để mà phù hộ che chở cho nó không bị người ta ám nữa ông trưởng nói ở ngoài đông mà chúng nó đang kết bẻ kết phái sau khi ông tuần chết chả có ai hương khói nữa bây giờ chúng nó loạn không cẩn thận nó bắt người như chơi tuyệt đối cấm bọn trẻ còn lang thang gần bờ sông trông thế thôi trung tuần ông ấy làm vậy là có mục đích cả đấy ông thờ cúng chúng nó không để chúng nó quấy thế nhưng làm như vậy hà bá nó không bắt thêm người được ông tuần vững nợ nặng rồi ai nghe ông trưởng kể xong cũng đều sợ vậy đúng là thằng dũng bị ông chết trôi kia trêu và cái kiêng của dân sông nước từ xưa đến nay thật sự là chẳng có sai ông trưởng dặn dò thêm vài điều rồi cũng chỉ biết đi về dặn chu dương bao giờ nó tỉnh thì gọi ông sang Ngày mai ông sẽ cùng vài người ra bãi bồi đồng mạ để mà an táng lại cho người quá cố. Cái vòng đó chết rồi, vẫn bị xé xác cho nên người ta rất độc. Không cẩn thận sẽ thành vong ma gây hại. Ông trưởng không dám ra tay lúc bấy giờ, chắc có lẽ là ông cũng sợ. Bảo không sợ làm sao được khi mà ngoài ấy nó kinh khủng như thế. Đến hơn một ngày mà chẳng ai biết thì cái bác có thể tưởng tượng ra cái chỗ ấy nó hoang vắng đến như thế nào rồi. Lúc ông trưởng ra về thì mọi người thấy tạm ổn cho nên cũng tản dần. Mẹ tôi lật đật đi sang thì chuyện cũng đã xong. Không muốn tôi dây dưa nên chỉ hỏi qua la rồi cũng xin phép đưa tôi về luôn. Đêm hôm đó tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau là sang cuối tuần tôi được nghỉ học. Tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là mò sang bên nhà thằng Dũng để xem tình hình nó như thế nào. Và thế rồi cũng ra được vấn đề sang đến nhà thằng dũng thì may mắn làm sao cho tôi là đúng lúc ông trưởng và chú dương đang chuẩn bị đồ thế nên tôi mới có thể kể tường tận được hết cái câu chuyện oái âm này cho các bác nghe và lúc đó thì cũng có gia đình chú nghiêm là chú ruột nó hôm cùng đi soi ếch cũng đã đi sang thằng dũng lúc này đã tỉnh khuôn mặt nó nhợt nhạt và sang đến nơi thì tôi nghe thấy bố nó cùng ông trưởng thì thầm nhỏ to có thật không nó bảo là nó mơ thế ông kia về Đứng ở ngoài cổng á Dạ thật Nãy nó nói mà lệ Thế vàng mã nhà tôi mua thế này Thế bác xem đã đủ chưa Đủ rồi thì tôi làm lễ gấp Chú thím thằng Dũng sửa soạn hoa quả sôi gà Một đống quần áo vàng mã Vào cái làn chập ních Mọi người lập tức đi ra ngoài đồng mã Còn thằng Dũng thì phải ở nhà không được ra Và để cho thím nó chăm Với cái tính nhiều chuyện hóng hớt Thì không thể nào thiếu mặt tôi Lúc đi dọc đường đi, nghe bố nó kể lại. Nghe hồi sáng nó bảo thì cả đêm ông kia, ông ấy cứ đứng ở ngoài cổng không vào được nhà người ướt sũng, hai mắt thì trợn trừng nhìn nó. Trông ông ta không khác gì lúc bị vớt lên. Tôi nghĩ thôi mà đã sợ lắm, vãi hết cả ra rồi. Ông ta không nói được, cứ đứng nhìn cho nên ngay cả bản thân thằng Dũng cũng không biết là ông ta muốn đòi cái gì từ nó. Có mấy người trong làng thấy sách lễ lạt ra bãi bồi cũng tò mò đi thành đoàn mọi người xôn xao bàn tán ầm ĩ hết cả con đường đất còn trơ sỏi đá tới nơi nhìn cái mộ ông chết trôi bị chó đào sâu hoăm hắm xương sầu rồi bọ bầu khắp nơi mấy bà phụ nữ sợ đến xanh mặt ôm mồm mà chạy mất dép không dám lại gần ông trưởng bảo trải chiếu ngay trước mộ để ông làm lễ gọi đó rồi đến đây là được rồi mọi thứ cứ để tôi lo tí nữa tôi gọi người ta lên những bà nào mà đang có chữa hay là nuôi con nhỏ thì tốt nhất đi về không là sau lại mệt đấy chẳng ai đi về vì ai cũng hóng chuyện ông trưởng đốt hương cắm lên đỉnh mộ ông cầu khấn rồi gõ cái mõ đồng cứ thế mà ông hô cái gì mà kêu cầu vong kêu cầu vong vài giây sau bất ngờ nổi gió to gió thổi làm cho khói hương bay đi tứ tán ai nấy lặng im quan sát ông thiêng nhỉ kêu cái mà trổ lên ngay rồi mọi người im bặt ông trưởng nói dứt câu đứng dậy có lẽ lúc này cái ông chết trôi kia nghe thấy gọi ngay lập tức đã trồi lên luôn ông trưởng tiến sát lại chỗ mép sông ngồi xuống rồi như nói chuyện với ông ta ông hỏi rằng nhà ông kia ở đâu tên họ là gì chết từ ngày nào vì sao mà chết làm cho chú dương cứ cuống cuồng đưa tay lên vái bỗng dưng ông trưởng quay lại quát cái bà kia Cẩn thận dẫm vào xương sườn của ta bây giờ Bà toan trong làng nhìn xuống chân La lên oai oái Ai nấy nhảy cổ cổ nhấc dép lên xem Chẳng may mình có dẫm phải chân Hay là thịt của ông chết trôi không Thì còn tránh xa Không vỡ vẩn lại mang vả vào thân Đợi một lúc sau Ông trưởng cứ cau mày Lắc đầu hỏi đi hỏi lại Chứ không nói được gì hơn Ông quay đầu bảo làm cho chú Dương sợ cứ dùng rằng đắn đo và tôi thì tự nhiên thích thú và mong đợi lắm. Ông trưởng nói. đó thằng Dũng giờ đây, người ta bị cấm khẩu, phải úp vào nó thì mới nói được. Ờ, nhưng mà... Nhưng nhẹ gì, cứ đưa nó ra đây nào. Có tôi ở đây thì không phải lo. Chú Dương chắc là lo con cho nên dùng rằng không đi. Thế nhưng ông trưởng, ông đã nói thế bây giờ chỉ còn cách cho ông kia ốp nó thêm một lần nữa để giải quyết khúc mắc cho nên chú cũng đành chạy về để mà đưa thằng Dũng ra bãi bồi. Tôi thì tôi nghĩ quả này hay rồi. Với sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú của tôi thì đây chính là dịp để tôi mở mang tầm mắt cũng như có chuyện để ngày kia đi học kể lại cho cái lũ bạn cùng lớp nó nghe. Hai bố con thằng Dũng cõng nhau đi cùng bà tím nó lật đật ra ngoài bãi bồi mà gương mặt chú Dũng rất khó coi. Vừa đến nơi chưa kịp nói gì hết Tôi thấy thằng Dũng nó ợ ợ lên mấy cái Chân tay nó co cứng hệt như tối hôm qua Khiến cho chú Dương dãy nảy Buông nó xuống cái bịch Thằng Dũng ngồi bẹt Chân tay co quắp khóc mà như sặc ờ... ờ... Nhà Ồ ờ cạn Chết Từ hôm bão về vệ... Bão về vệ... Nhà bị lũ quét trôi hết cả xuống sông không biết vợ con bị vui ở đâu tên là trương phải hợp vía thằng này thì mới giữ nó lại được để mà nói cho nó xé xác rồi bây giờ không tìm về được chỉ biết nằm lại tại đây mà chờ người thân thôi <laughs> thằng dũng lập tức bị ông kia ốp luôn thế ra ông này tên trương nhà ở mãi trên thượng nguồn bị trôi giạt về ông này vô tình bị thằng dũng chọc thủng bụng lằng nhằng thế nào mà lại hợp vía với nó tôi đứng cạnh mấy người lớn xem cảnh thằng bạn bị vong nhập vừa sợ nhưng cũng vừa thích vô lắm đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được ma quỷ là có thật và việc hôm bọn tôi vớt được ông ta cũng như là một sự sắp đặt ông trường hỏi thế nó nọ ông cái gì sao hôm qua tìm về không vào được nhà không nói gì mà chỉ đứng ở ngoài sân. Thằng Dũng vặn mắt lên. Thì chính ông kêu cầu cụ kỵ nhà nó không cho tôi vào ấy chứ. Nhà nó cầm cái cẳng tay của tôi đấy. Mọi người ồ lên đồng loạt. Ông trưởng nhớ mình hôm qua có kêu cầu gì gật gật thế nhưng nào ai có cầm cái cẳng tay của ông ta để làm mà làm gì đâu. Ông trưởng hỏi nó, thế là sao? Nhưng thằng Dũng... À không, Ông Trương, ông ấy chỉ khóc với lóc thôi. Ông ấy nói hết thương vợ lại đến thương con, hết bị cá ăn rồi lại bị bới xác, phải hỏi đến vài lần thì ông ta mới bấm cái bịch xuống đất và nói. Con chó nhà nó, đêm hôm trước, chạy ra đây, thả cái cẳng tay của tôi về. Chú Dương như muốn ngất xỉu, lúc này thì tôi chưa được nghe kể cái đoạn con chó nó ngoằm ngoằm ở góc gian bếp cho nên chưa có hiểu vấn đề gì xảy ra, mà chỉ thấy chú Dương tá hỏa nói với chú Nghiêm. Thôi bỏ mẹ rồi, đúng rồi, bảo sao con chó. Ờ, đúng rồi, con chó, con chó. Ông Trường khóc dễ đành đạch. Hóa ra đêm mà con chó hoang về, con chó nhà thằng Dũng chạy đi loanh quanh, kết bầy thì chẳng hiểu thế nào, sáng hôm sau lại tha lôn cái cẳng tay của người ta mang về tận nhà mà không hề ai biết có chuyện đó xảy ra. Ông trưởng bảo chú Dương lập tức về nhà tìm, sợ rằng nó lại tha đi đâu. Chú Dương học tốc phi về thở hồng hộc, rồi một lúc sau đi ra với trên tay là một cái túi bóng đen, mặt chút xanh như tàu lá. Ông trường du lớn. Đây, đã bảo mà. <laughs> ai nấy đứng giặt ra sang cho chú Dương tiến lại, Chú mở cái túi bóng ra thì nhân mặt khi rớt xuống là một khúc xương tay bị chó gặm sạch cả thịt và con chó thì đã bị chú cho một chảy đập chết tươi luôn. Ông Trương nhập vào thẳng dũng cứ khóc ầm cả lên. Lúc này đã nói lung tung. Dường như còn rất nhiều người khác đang nhập vào nó cho nên tôi thấy nó nó loạn xì ngậu lắm. Lúc nó cười, lúc khóc khiến ai cũng sợ và hai cái nến ở trên đĩa đổ lễ đã bị gió thổi tắt lịm. Ông trưởng tay trần nhặt cái cẳng tay đi tới trước mặt. Đây, của ông đây, chó với má, thế sao ông biết là chó nhà nó? Ông trường gật gật rồi lại lắc lắc. Có lẽ cái đêm mà xác ông ta bị chó ăn, ông ta cũng hiện diện ở đấy và cũng phát hiện ra cái thằng nhóc hợp vía với mình cùng với bố và chú đi soi cho nên mới lần ra được mà thôi. Bảo sao mà con chó nhà hôm đó sau nửa đêm cứ hướng đầu ra cổng rú ẩm lên. Có lẽ ông ta đến tìm, sợ chó không vào được cho nên mới chờ cơ hội thằng này đi ra bãi bồi để mà ốp chứ không hề có ý xấu dìm chết thằng bé. Ông Trường thở dài. Ê, giờ thì chuyện đã rõ rồi. Tôi nói với nhà nó sẽ đi nhặt nhạnh, an táng lại trong hẳn hoi. Ông còn muốn gì nữa không? Ông Trương xua tay. Muốn. Muốn tìm về vợ con. Nhưng giờ chưa đi được. Hà bá không cho về. Thế thì phải làm thế nào? Ông Trường hỏi. Chẳng thế nào được. Bao giờ người ta cho đi thì tôi đi. Ông an táng lại. Rồi đốt mấy bộ quần áo cho tôi. Đốt cho tôi con thuyền nữa. Để bao giờ đủ duyên Tôi sẽ ngược về trên đó Thả ơn ông lắm Ông Trương nói xong Ngồi gục đầu không nói nữa Tất cả những điều mọi người vừa mới được chứng kiến Khiến ai nấy vừa thương vừa sợ Rồi ông trưởng bảo thím thằng Dũng mau chóng đi ra chợ Mua thêm cái mã thuyền Có người trèo đỏ Để mà ông đốt cho người ta Một lúc sau thằng Dũng sủi lơ Mồm nói lung tung Có lẽ ông trường kia đã thăng ông trưởng thầy cúng bảo chú nghiêm đưa nó về nhà trước ông cùng chú dương đi dọc bờ bãi tìm kiếm thêm sự hỗ trợ của mọi người thì phải mấy tiếng sau mới tìm được thấy toàn bộ xương bị bọn chó hoang nất lôi lên không còn lành lặn một người sợ sệt ồ thế cái đầu đâu thiếu mất cái đầu những phần bị chó tha lên không biết còn sót cái gì không thế nhưng tìm mãi cũng chỉ được đến như vậy mà thôi ông trưởng bấm độn thì bảo cổ với đầu vẫn ở dưới đất chưa bị lôi lên lúc đào ra thì quả nhiên từ phần trên ngực cổ với hộp sọ đầy máu thịt thối hoắc vẫn đang bị mắc lại và bọn chó thì nó lôi từ phía chân của cái xác lên trước ông trưởng nhờ người đào cái hố khác dặn chu dương cố gắng mua lấy cái quan tài ông chua xót nói đến là khổ cũng tại hôm đó ông tuần trôn qua loa trôn chưa được sâu cho nên bọn chó nó mới đánh hơi thôi thì cố mua chồng ấy kích áo quan đi Tối nay thi thoảng ra đây thắp hơn chồng ấy và à thôi tí vẻ nói mọi việc được ông trưởng sắp xếp cúng bái và chôn cất ngay trong buổi sáng một nấm mộ mới với quan tài chôn sâu đàng hoàng được đắp lên và lúc làm lễ xong thì trời cũng đã tới gần buổi trưa một cơn mưa nữa lại kéo đến khiến cho dân làng tò mò sau khi xong chuyện nhanh chóng tản ra. Lúc mã hóa hết thì cũng là lúc mà nước sông động lớn lắm. Ông trưởng nhìn trời nhìn đất thở dài não ruột rồi dục mọi người thu dọn. Hồi về, xem chừng là một cơn bão nữa sắp đến rồi. Về đến nhà thằng Dũng, lúc này nó vẫn còn đang ngủ ly bì. Các bạn có nhớ tôi vừa kể Câu nói của ông trưởng lúc ở ngoài sông là tí về nói hay không? Thì ra lúc đó ông trưởng có bảo chu Dương thi thoảng ra tấp hương cho người ta. Thế nhưng tuyệt đối không để cho thằng Dũng lạng vãng tới. Lúc nãy ông trưởng nói bao giờ người ta cho đi tức là ông trưởng sẽ phải kéo một người xuống thế mạng theo tục lệ của ma gia cho nên ông trưởng hiểu ngay vấn đề và không tiện nói ở ngoài sông khi mà ông trưởng vẫn còn hiện diện. Tôi nghe xong đến đây thì thực sự là tôi cũng sợ nói như thế thì chẳng còn cách nào khác thằng dũng rất dễ bị bắt nếu như cứ ra sông tiếp cho nên chú dương nghe xong cũng đành chép miệng vô cùng lo lắng nghĩ cách giữ con thế nhưng mà thôi trước mắt mọi chuyện cũng qua nên tạm thời đợi thằng dũng nó tỉnh rồi dặn nó thôi ông trường ở lại dán thêm mấy lá bùa ở cửa nhà cho thằng dũng khỏi bị quấy phá ông không lấy tiền nong gì hết mà chỉ bảo tốt nhất mấy hôm nữa nên gửi vía thằng Dũng lên chùa nhờ cửa Phật giữ hộ. Đến khi đủ 18 tuổi thì sẽ chuộc lại. Hôm đó là một ngày mà tôi được biết thế nào là thế giới của những linh hồn. Lúc ông trưởng ra về, trời đã đổ mưa dì dào. Gia đình chú Dương giữ ông lại ăn cơm, nhưng ông không ở và lúc đó thì mẹ tôi lại chạy sang hóng chuyện. Tìm tôi bởi vì tôi đi sang đây từ sáng sớm tình mơ, bây giờ chưa về cho nên mẹ lo Lúc hai mẹ con chạy về thì trời đã đổ mưa rất to. Ở ngoài bờ bãi vọng lại tiếng sóng vỗ, trời sầm sì mây đen kéo tới dày lắm. Có lẽ là quả thật, lại là một cơn bão nữa đang kéo về ngôi làng nhỏ tội nghiệp này rồi. Năm tháng qua đi, cho đến tận bây giờ, ngồi viết câu chuyện này thì kỷ niệm về trận lũ năm 2006 lại hiện về. Bây giờ thì tôi cũng đã lớn, có vợ có con, và thằng Dũng thì cũng bình yên vô sự, sống bằng nghề bán tạp hóa ở một ngôi nhà mới nằm sát mặt đê. Câu chuyện năm xưa hai thằng thi thoảng vẫn kể lại cho nhau nghe về một thời trẻ con lang thang nơi bờ bãi chuyển sông. Thôi thực là tôi cũng chẳng biết sau này linh hồn của ông Trương kia đã rời đi siêu thoát hay là về nhà trên Bắc Cạn được chưa. Thế nhưng thằng Dũng bản tôi thì ngay cả bây giờ bảo ra bãi bồi thì nó vẫn sợ và tuyệt nhiên không dám qua lại. Cuối cùng thì những sự kiên kỵ đã thành thông lệ, thì nó vẫn là kiên kỵ. Người dân làng tôi sinh ra và lớn lên với những câu chuyện thực thực hư hư mà chẳng ai có thể giải thích nổi. Thôi cũng đành thích nghi và cứ thế sống bám vào con sông từ đời này tiếp nối đời kia. Tắt máy tại đây khi mà trên đầu là dì dào những tiếng mưa rơi, câu chuyện của tôi cũng xin được kết thúc và kết thúc một kỷ niệm thời bé mà tôi nhớ mãi, quê tôi mùa lũ. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ, thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.